vụ bé 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu, chứng cứ buộc đối tượng phải nhận tội. Ban đầu Nguyễn Trung Huyên quanh co, chối tội, nhưng bằng những chứng cứ rõ ràng, cơ quan điều tra đã buộc Huyên phải khai nhận hành vi trong vụ án cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu. Ngày 21 tháng 1, một nguồn tin từ công an thành phố Hà Nội cho biết, quá trình điều tra bị can Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, làm nghề thợ mộc, thạch thất đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đây là đối tượng bị bắt trong vụ cháu bé 3 tuổi bị ghim nhiều đinh vào đầu. Theo đó, Huyên không có biểu hiện tâm thần hay ngáo đá, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, sống độc lập từ khá lâu, thuê trọ nhiều nơi trước khi yêu và sống chung với mẹ bé A, lời khai ban đầu đối tượng quanh co, không thừa nhận phạm tội, Huyên đổ lỗi rằng bé tự ngã và nghịch tự nuốt dị vật, tuy nhiên, kết quả phân tích những nguyên lý, cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể bé gái và tài liệu điều tra dày công thu thập của công an huyện Thạch Thất, phòng cảnh sát hình sự Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã buộc Nguyễn Trung Huyên phải khai nhận hành vi tàn ác. Việc xác định, tìm ra nơi ở và triệu tập đối tượng về cơ quan công an là cả quá trình gấp rút, liên hoàn, đặc biệt tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Huyên, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết. Bước đầu công an xác định, tháng 9 năm 2021, sau khi ly hôn chồng, chị Nguyễn Thị Luyến, mẹ bé A, mang theo con gái, cùng Huyên chuyển đến thuê trọ tại thôn Phú Đa Một, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội. Quá trình sinh sống, do bức xúc việc cháu A là con riêng của người tình nên Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người. Huyên đã bốn lần hành hạ cháu bé bằng các thủ đoạn như cho uống thuốc trừ sâu, đánh gãy tay, bắt nuốt đinh ốc vít. Huyên khai nhận, lần gần nhất là sáng ngày 17 tháng 1, khi mẹ bé A đi làm, chỉ có Huyên và bé A ở nhà. Huyên hỏi nhưng bé A không trả lời nên đối tượng đã tắt bé nhiều cái. Sau đó, đối tượng thực hiện hành vi tàn ác đóng đinh vào đầu cháu bé. Thực hiện xong hành vi, Huyên đưa bé đến nhà một người phụ nữ quen biết rồi về phòng trọ ngủ. Chiều cùng ngày, cháu A có biểu hiện buồn nôn, đi không vững, sức khỏe yếu nên đưa cháu đến bệnh viện thạch thất, sau đó chuyển lên bệnh viện sanh côn. Tại đây, các bác sĩ xác định tình trạng bệnh nhi nguy kịch, đồng thời xác định có dấu hiệu bất thường nên đã báo công an. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.